Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter lột xác ngoại mục với cái dàn đồ chơi kinh điển. Cái chiếc Exeter độ hôm nay sẽ mang cho mình giá trị để chúng ta tham khảo khi anh em đang muốn độ một cái chiếc xe mà lại đắn đo không biết độ theo cái hướng nào. Từng món đồ chơi trên xe đều mang lại cái hiệu năng rất cao, nhưng đều có mức giá thành dễ dàng tiếp cận. Quét cho mình một cái dàn áo vàng chanh, chiếc xe này bỗng chốc trở nên thể thao hơn trông thấy. Chưa hết, trên xe còn một cái vài chỗ được điểm xiết bởi những cái ốc titan màu xanh tím bắt mắt. Người chủ vẫn tin tưởng ở dụng là cái cụm con, cụm thắng xin, vừa cứng cáp mà không cần phải quét nhựa ở phần dàn áo khi chúng ta gắn những cái cụm thắng, cụm con đồ chơi. Không những góp phần là một cái diện mạo để bắt thường ở phần tay lái, mà cụm ga Dono còn có công năng cút gắn hành trình dây ga, từ đó nước đề ba sẽ mạnh hơn hẳn so với cái cụm ga zin. Và giá món đồ chơi hiệu năng này là khoảng dưới 2 củ. Chiếc xe được nâng cấp một cái chiếc đồng hồ Puma dành riêng cho cái đời Exeter từ cái bản năm 2005 đến 2010. Nó có thêm báo tua hiển thị cả giờ giấc, mức giá dao động từ 2 đến 3 triệu. Cụm ga zin không còn hiện diện, theo đó là cái cụm NVX đang được nhiều anh em chơi X nhỏ rất yêu thích, nhờ vào có nút tắt mở động cơ và bát xin. Bao tay Spider trên xe đem lại cảm giác bám tay vô cùng. Nó có mức giá bán là 390k. Cái cặp mâm Rainbow 8 cây được anh chủ trang bị vừa giảm trọng lượng dàn chân mà còn có độ sắc nét hơn hẳn so với zin. Ngoài ra dàn chân còn được cái sự hiện diện của heo Rainbow logo đỏ cùng để thắng gaffer, một hệ thống thắng an toàn so với cái cụm zin, và chúng ta có thể biết được cái sự nổi tiếng của em ấy. Giá của dàn chân này cũng dao động từ 7 đến 8 triệu. Cái cổ bô sắt đã quá chán, người chủ đã bước đi, thay thế vào đó là một cái cổ bô titan đã xử lý lên màu, rực rỡ vô cùng, một chi tiết điểm xít nhẹ nhàng cho những chi tiết máy. Đồng bộ hơn với cái dàn áo thì em ấy được trang bị cây trợ lực Hollin vàng óng ánh, đi đôi với độ thẩm mỹ rất cao, hiệu năng giảm sóc chi máy, khả năng điều chỉnh theo từng nhu cầu khác nhau của chủ nhân. Giá của cây cục này dừng ở mức là 15 củ. Cái chiếc xe dọn rất nhẹ nhàng nhưng lại quá đẹp, đúng không các chơi? Sachi F110 độ đơn giản, thúc ánh nhìn với cái tâm màu xanh quýt. Cái chiếc Sachi F là một cái dòng hybrid bone, số chứng minh ngoại hình mỏng manh, gọn gàng nhưng khả năng chạy rất ấn tượng. Trong cúp xe con tay đường phố 150cc thì Sachi F110 là cái tên sáng giá trong những cái màn rượt đuổi tốc độ. Đó cũng chính là lý do cái dòng xe này được các tay chơi quan tâm đến, ra đời rất nhiều bản độ dành cho cái chiếc Sachi F110 độ kiển mà chúng tôi sắp nói về dưới đây. Em ấy khoét cho mình một cánh với cái tông màu xanh bích khá ấn tượng. Với cái tông màu này thì còn rất mới mẻ, ít người chơi. Phần yên được gọt lại kiểu dáng hài hòa, thể thao hơn, mang cái sự im ái hơn cho người ngồi. Phần đầu cực ngầu phong cách Touring với hai tay lái được trang bị cái cặp đèn LED chờ sáng L4 và L6. Ta thấy đây là cái món đồ chơi cũng rất hữu ích khi chúng ta đi những cung đường thiếu ánh sáng. Phát biển số trước Titan cực đẹp, đúng một cách quyền đồ. Trang chân bóng manh nhưng vẫn giữ được cứng cáp khi hạ xuống bánh cầm. Nhưng xe chất hơn rất nhiều. Mình vẫn thích đi đĩa zin nhưng bắt buộc phải nhờ vào cái sự hỗ trợ của phát nhôm CNC. Cái giảm đứng sau cái S bình dầu rời cho được nhúng im ái hơn, cũng như tăng độ cứng cáp cho xe. Ống xả Levin Carbon cho thứ âm thanh tài tán đầy vũ lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, tiếp nhớ like, share, subscribe.